huấn luyện viên Trezeguet hoang mang trước nhiệm vụ đầu tiên tại Việt Nam. Thắng đậm đối thủ, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn không ngừng chê bai U20 Indonesia. Cổ động viên có động thái đặc biệt với Văn Thanh ngay cùng Công an Hà Nội đối đầu Hoàng Anh Gia Lai. Ngó lơ Công Phượng, Yokohama FC thua trận ra quần G-League. Huấn luyện viên Trezeguet hoang mang trước nhiệm vụ đầu tiên tại Việt Nam. Tân huấn luyện viên Philippe Trezeguet sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên trên cương vị mới tại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa trao bản hợp đồng vô tiền khoáng hậu tới huấn luyện viên Philippe Trezeguet dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam trong thời gian 4 năm. Chiến lược gia người Pháp sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 2 và bắt đầu công việc ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tại FIFA Days tháng 3 năm 2023, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3. Dẫu vậy, giải đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Trezeguet trên cương vị mới tại Việt Nam sẽ là SEA Games 32 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Được biết, bóng đá là môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32 từ ngày 29 tháng 4. Dù vậy, đến ngày 17 tháng 2, thông tin về lễ bốc thăm môn bóng đá cũng như các môn thể thao đồng đội tại SEA Games 32 vẫn chưa có. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Trezeguet chưa biết gặp đối thủ nào ở vòng bảng. Thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 của U22 Việt Nam sẽ chỉ có gần 2 tháng, nên đây sẽ là trở ngại lớn cho huấn luyện viên Trezeguet trong công tác chuẩn bị. Được biết, vào đầu tháng 3, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 32 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Trezeguet. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 diễn ra từ ngày 23 đến 29 tháng 3. Giải có sự tham gia của các đội U22 Hàn Quốc, Thái Lan, Uzbekistan, Iraq, Jordan, UAE và chủ nhà Qatar. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, theo kế hoạch thì tháng 3 sẽ có thêm một hội nghị trưởng đoàn SEA Games 32 tại Campuchia. Đến thời điểm này, thời gian bốc thăm môn bóng đá và các môn đồng đội tại SEA Games 32 chưa có. Vì vậy, Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực vẫn đang chờ thông báo chính thức của chủ nhà Campuchia. SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 tại Campuchia, tổ chức ở 5 địa điểm thi đấu là Phnom Penh, Siem Reap, Prea Sihanouk, Kampot và Kép. Theo thông báo gần nhất của nước chủ nhà Campuchia, SEA Games 32 sẽ tổ chức 36 môn và phân môn với 583 nội dung. Thắng đậm đối thủ, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn không ngừng chê bai U20 Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn không hài lòng về màn trình diễn của U20 Indonesia trước đối thủ U20 Fiji. Mới đây, đội tuyển U20 Indonesia đã bước vào chuỗi trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Họ có trận đầu tiên gặp U20 Fiji trên sân nhà Bung Karno của Jakarta. Trước đối thủ quân xanh, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong không quá vất vả để giành về chiến thắng 4-0. Các bàn thắng của đội bóng xứ Vạn Đảo lần lượt được ghi bởi Akhan Firi, Kakang Rudianto phút 49, Reza Andija phút 60 và Hoki Karaka phút 86. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết ông hài lòng với kết quả nhưng không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Ông cho biết, về kết quả trận đấu ngày hôm nay thì tôi hài lòng, nhưng tôi không thỏa mãn với màn trình diễn của các học trò. Với chất lượng của các cầu thủ như Indonesia như thế này thì chúng tôi sẽ không thể thi đấu tốt tại vòng chung kết U20 châu Á. Theo đó, trận đấu giữa hai đội đã có những diễn biến căng thẳng. Đối thủ của U20 Indonesia đã phải nhận về 3 thẻ đỏ. Hai bên cũng có những va chạm qua lại. Đến gần những phút cuối, U20 Indonesia cũng phải nhận thẻ đỏ của Hoki Karaka, cầu thủ ghi bàn thắng ấn định tỷ số. Đây chính là điều mà khiến huấn luyện viên Shin Tae-yong phật lòng. Chúng tôi đã để điều không nên xảy ra, Fiji cũng không nên bị thẻ đỏ, vì như thế sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Bởi hiện tại, U20 Indonesia đang chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023, nhà cầm quân người Hàn Quốc thổ lộ. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cùng U20 Indonesia đang tập trung rất nghiêm túc cho mục tiêu tại vòng chung kết U20 châu Á. Ngoài ra, mục tiêu của họ cũng là World Cup U20. Chính vì thế, U20 Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ để tăng cường chiều sâu đội hình trước khi giải đấu diễn ra. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Indonesia nằm ở bảng A cùng chủ nhà U20 Uzbekistan, U20 Syria và U20 Iraq. Cổ động viên có động thái đặc biệt với Văn Thanh ngay cùng Công an Hà Nội đối đầu Hoàng Anh Gia Lai. Cổ động viên vẫn dành nhiều tình cảm cho hậu vệ Vũ Văn Thanh ngay anh trở về đội bóng phố núi. Chiều 18 tháng 2, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức có mặt tại Gia Lai để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tâm điểm ở vòng đấu số 4. Cả hai đội đều đang khao khát có được chiến thắng ở trận này. Công an Hà Nội sau chiến thắng mãn nhãn ở trận ra quân đã để thua 2 trận liên tiếp. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai có được 3 trận hòa sau 3 vòng đấu. Vũ Văn Thanh chính là người đặc biệt nhất bên phía Công an Hà Nội trong chuyến làm khách tới sân Pleiku lần này. Hậu vệ của Công an Hà Nội vừa mới rời Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó để đầu quân cho Tân Bình V-League. Chiều cùng ngày, các cầu thủ Công an Hà Nội đã có buổi tập làm quen trên sân Pleiku. Theo đó, Văn Thanh nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Anh liên tục được các cổ động viên xin chụp ảnh cùng trong buổi tập. Có thể thấy,
người hâm mộ vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho hậu vệ đội tuyển Việt Nam dù anh có thi đấu ở đâu. Trước đó, Văn Thanh đã gặp phải chấn thương ở tay sau trận gặp Hà Nội FC. Nhiều người hâm mộ còn lo lắng anh không thể tham dự trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, ở trận gặp Viettel, hậu vệ sinh năm 96 đã quay trở lại sân. Công an Hà Nội đang trải qua chuỗi ngày không mấy vui vẻ sau những trận thua liên tiếp. Tân binh V-League sở hữu một dàn tuyển thủ chất lượng nhưng dường như họ vẫn chưa thể kết nối với nhau ăn ý. Trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai tới đây sẽ là câu trả lời rõ cho Công an Hà Nội về phong độ thực sự của họ. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai cùng lứa cầu thủ mới toanh đang có được chuỗi hòa chấp nhận được trước các đối thủ. Cuộc đấu với Công an Hà Nội chắc chắn sẽ là thử thách lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 2. Ngó lơ Công Phượng, Yokohama FC thua trận ra quân G-League. Yokohama FC đã không thể làm nên bất ngờ trước Nagoya ở vòng 1 G-League 2023 trong ngày Công Phượng vắng mặt. Đội bóng mới lên hạng Yokohama FC tiếp đón Nagoya ở trận ra quân G-League 1 mùa giải 2023. Trước trận, người hâm mộ chờ đợi sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Huấn luyện viên Suhei Yomoda không điền tên Công Phượng vào danh sách đăng ký thi đấu. Qua đó, chân sút sinh năm 1995 lỡ dịp trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân tại hạng nhất cao nhất Nhật Bản. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, xếp hạng 8 mùa trước, nên dù được thi đấu trên sân nhà, Yokohama FC vẫn bị đối thủ áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ tư, từ quả đá phạt góc cánh trái, tiền đạo ngoại binh Kasper Junker đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Nagoya. 13 phút sau, vẫn là cầu thủ này đưa bóng vào lưới Yokohama FC, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Phải đến phút 29, Yokohama FC mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút chạy khung thành của Koki Ogawa. Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép, nhưng điều thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng. Tỷ số 0-1 được giữ đến hết trận, đội bóng của Công Phượng thua trận ra quân G-League 1. Thắng đậm đối thủ, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn không ngừng chê bai U20 Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn không hài lòng về màn trình diễn của U20 Indonesia trước đối thủ U20 Fiji. Mới đây, đội tuyển U20 Indonesia đã bước vào chuỗi trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Họ có trận đầu tiên gặp U20 Fiji trên sân nhà Bung Karno của Jakarta. Trước đối thủ quân xanh, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong không quá vất vả để giành về chiến thắng 4-0. Các bàn thắng của đội bóng xứ vạn đảo lần lượt được ghi bởi Akhan Fidri, Kakang Rudianto phút 49, Reza Andija phút 60 và Hoki Karaka phút 86. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết ông hài lòng với kết quả nhưng không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Ông cho biết, về kết quả trận đấu ngày hôm nay thì tôi hài lòng, nhưng tôi không thỏa mãn với màn trình diễn của các học trò. Với chất lượng của các cầu thủ như Indonesia như thế này thì chúng tôi sẽ không thể thi đấu tốt tại vòng chung kết U20 châu Á. Theo đó, trận đấu giữa hai đội đã có những diễn biến căng thẳng. Đối thủ của U20 Indonesia đã phải nhận về 3 thẻ đỏ. Hai bên cũng có những va chạm qua lại. Đến gần những phút cuối, U20 Indonesia cũng phải nhận thẻ đỏ của Hoki Karaka, cầu thủ ghi bàn thắng ấn định tỷ số. Đây chính là điều mà khiến huấn luyện viên Shin Tae-yong phật lòng. Chúng tôi đã để điều không nên xảy ra, Fiji cũng không nên bị thẻ đỏ. Vì như thế sẽ tốt hơn cho chúng tôi, bởi hiện tại U20 Indonesia đang chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023, nhà cầm quân người Hàn Quốc thổ lộ. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cùng U20 Indonesia đang tập trung rất nghiêm túc cho mục tiêu tại vòng chung kết U20 châu Á. Ngoài ra, mục tiêu của họ cũng là World Cup U20. Chính vì thế, U20 Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ để tăng cường chiều sâu đội hình trước khi giải đấu diễn ra. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Indonesia nằm ở bảng A cùng chủ nhà U20 Uzbekistan, U20 Syria và U20 Iraq.